Tóc tiên leo là một loại dây leo sống nhiều năm, trồng để làm cảnh, còn cái củ của nó thì dùng để làm thuốc. Và trong đông y thì tóc tiên leo có vị ngọt đắng, tính hàn, vào hai kinh phế thận, có tác dụng là dưỡng âm, thanh nhiệt, nhuận táo, sinh tân, hóa đờm. Thường dùng chữa ho lao, ho do phổi nóng, tiểu đường, táo bón, viêm phế quản và ung thư. Và tóc tiên leo là một cái thảo dược mọc hàng năm, thân nhánh mịn, không có lông, lá xẻ như kép lông chim thành nhiều phiến hẹp. Cụm hoa thì ở nách lá ít hoa, hoa nó có màu đỏ khá là đẹp. Cái trái của nó thì nang hình trứng, không có lông, nó mở từ dưới lên trên, có hạt màu đen. Cái cây này thì được trồng làm hàng rào và để làm cảnh khá là đẹp nha. Và cái bộ phận dùng làm thuốc chủ yếu là cái phần rễ, phần cổ của nó đó. Và có thể dùng toàn cây, thu hái quanh năm. Và khi cái tóc tiên này kết hợp với một số cái thảo dược khác thì nó sẽ chữa, để người ta sẽ dùng chữa một số bệnh như là một là hỗ trợ điều trị về ung thư vú. Thì chúng ta sử dụng là cái củ của tóc tiên leo tươi nha, 120g, giã và chúng ta vắt lấy nước. Ngày thì chúng ta uống 2 đến 3 lần, mỗi lần là từ 4 đến 10 gram thôi trước bữa ăn với rượu nha. Hoặc là dùng củ tóc tiên leo là 20g, sắc uống một ngày một thang. Hai là chữa về bệnh tiểu đường, cái củ mài sao là 20g, củ của tóc tiên leo là 12g, chúng ta sắc uống nha. Chữa viêm phế quản, củ tóc tiên leo là 20g, củ tóc tiên 10g, cái lá bồng bồng 12g, lá húng chanh 12g và cái cam thảo dây đó 6g thì chúng ta cũng sắc uống trong ngày nha. Khi mà chữa trị về cái bệnh táo bón ấy, thì chúng ta cũng sử dụng là tóc tiên leo này, tóc tiên, chỉ xác, mỗi vị là 12g, chúng ta cũng sắc lên và chúng ta uống trong ngày. Ngoài ra thì nó còn chữa ho lao và bị sốt về chiều á, thì chúng ta sử dụng là tóc tiên leo, tóc tiên, bạch hộ, chỉ xác, vỏ quýt. Và mỗi cái dược liệu này chúng ta sẽ sử dụng là 6g nha. Và chúng ta cũng sắc uống trong ngày. Khi mà chúng ta bị cảm sốt mà nó gây háo khát nước á, thì chúng ta sử dụng là tóc tiên leo, tóc tiên, củ sắn dây, kim ngân hoa, xài đất nha. Mỗi cái dược liệu này là 12g. Gừng tươi chúng ta cắt 5 lát thôi, cam thảo dây là 6g. Và chúng ta cũng sắc cái hỗn hợp trên để uống nha, để chữa cái cảm sốt mà gây háo khát đó.